Thưa quý vị, hôm nay ngày 19 tháng 8 là ngày kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam và 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhân sự kiện này, bên cạnh việc chung vui và tri ân đối với những cống hiến của các thế hệ cán bộ chiến sĩ trong ngành, trong việc bảo vệ, gìn giữ an ninh Tổ quốc, thì Phật giáo Việt Nam cũng không thể quên những đóng góp to lớn và sự đồng hành của lực lượng Công an Nhân dân với sự phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thời đại mới. Năm 2019, Phật giáo Việt Nam đã gây tiếng vang lớn và tiếp tục khẳng định sự hội nhập quốc tế mạnh mẽ với việc tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019. Đáng chú ý, đóng góp cho thành công của sự kiện đối ngoại tôn giáo quan trọng này, bên cạnh những nội dung, thông điệp đề cập tới các vấn đề thiết thực của đời sống nhân loại dưới góc nhìn Phật giáo, đã được Ban tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam chuẩn bị, thì điều khiến cho 1.650 đại biểu thuộc 570 phái đoàn quốc tế đến từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ có mặt ở Chùa Tam Trúc Hà Nam khi ấy luôn cảm thấy yên tâm và hài lòng, chính là vấn đề an ninh, an toàn đã được nước chủ nhà đảm bảo tuyệt đối. Để thực hiện tốt cái nhiệm vụ bảo vệ an ninh an toàn tuyệt đối cho cái đại lễ Vesak năm 2019 đối với đơn vị phòng bảo vệ sự kiện đặc biệt và khách quốc tế chúng tôi, trong quá trình chúng tôi đã có phương án đi khảo sát, lên phương án bố trí lực lượng và phổ biến đến tận cán bộ chiến sĩ, giao nhiệm vụ cho từng cán bộ chiến sĩ với từng vị trí, nhiệm vụ của các đồng chí đó. Và hai nữa là lựa chọn các đồng chí có đủ trình độ, đủ khả năng được đảm nhiệm với từng nội dung công việc, từng vị trí khác nhau. Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2019 ấy, thì đặc biệt ở chỗ là có rất nhiều các vị nguyên thủ quốc gia, tổng thống của Myanmar, thủ tướng của Nepal, phó tổng thống chủ tịch thượng viện Ấn Độ, chủ tịch thượng viện Bhutan, phó tổng thư ký Liên Hợp Quốc và nhiều các vị bộ trưởng tổ chức. Thì với một cái lực lượng như vậy thì cái việc mà lực lượng Công an Nhân dân, Bộ Công an vào cuộc, Công an các tỉnh vào cuộc, Công an thành phố Hà Nội, Công an Hà Nam và Công an các tỉnh giúp cho giáo hội tổ chức thành công, đón tiếp trọng thị, vị nguyên thủ quốc gia nào cũng hoan hỉ. Đại lễ Vesak 2019 chỉ là một trong rất nhiều sự kiện cho thấy lực lượng Công an Nhân dân có những đóng góp quan trọng và thành công trong các hoạt động Phật sự, các lễ hội Phật giáo và sự phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong suốt thời gian vừa qua, đồng thời góp phần vào thành tựu chung của đất nước trong hoạt động ngoại giao nhân dân, ngoại giao tôn giáo. Giáo hội Phật giáo Việt Nam có rất nhiều các cái Phật sự trọng đại trong nước và quốc tế, các cái hoạt động Phật sự rất là nhiều. Ví dụ như các cái kỳ đại hội Phật giáo, rồi các cái kỳ Phật đản của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì để mà đảm bảo cái an ninh, an toàn, rồi trật tự thì lực lượng công an đã phải đầu tư rất nhiều các cái công sức về người, về mọi mặt để mà bảo vệ cho các cái đại lễ được diễn ra suôn sẻ, thuận lợi, bình an. Nếu người con Phật luôn mang tâm niệm phục vụ chúng sinh, đem lại niềm vui, sự an lạc cho mọi người, thì lực lượng Công an Nhân dân cũng được xác định với nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự và sự bình yên cho nhân dân, cho đất nước. Chính vì cùng một mục đích chung hết sức tự nhiên và hữu duyên như vậy mà mối quan hệ giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam với lực lượng Công an Nhân dân luôn khăng khít, bền chặt.